Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh một cây hoa lan. Với cách làm đơn giản, các bạn rất dễ để phục hồi những cây hoa lan như thế này. Những chiếc lá đã bị thối và bị nấm. Chúng ta đừng bỏ những cây hoa lan này. Rễ đã bị hư rất nhiều do chất trồng rất ẩm. Các bạn hãy bỏ hết những chất trồng cũ này. Sau đó hãy cắt bỏ những rễ hư và những rễ bị khô. Và những rễ còn khỏe mạnh như thế này, các bạn sẽ giữ lại. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Khi phục hồi bất kỳ một gốc hoa lan nào, nếu các bạn không làm sạch, thì cây rất khó phục hồi và phát triển được. Sau đó các bạn sẽ lau khô lại. Những chiếc rễ còn xanh và khỏe mạnh như thế này, hoa lan sẽ được hồi sinh rất nhanh. Các bạn hãy sử dụng cà phê. Cà phê có tính kháng khuẩn tự nhiên và có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho hoa lan được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Và hãy dùng một thìa. Cho vào 500ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước cà phê đã nguội, các bạn sẽ lọc bỏ cặn. Thank you.
Sau đó các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào đây và cho nước cà phê này vào. Và hãy ngâm trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho rễ không bị thối và cây được hồi sinh rất nhanh. Phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi mà hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh tốt và rễ rất khỏe mạnh. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Rễ của hoa lan sẽ được bảo vệ và phát triển rất nhanh. Sau 30 phút, các bạn lấy gốc hoa lan ra. Và hãy trồng lại với vỏ thông khô. Cho vào rêu khô. Các bạn không tưới nước cho cây trong 3 ngày. Và sau 3 ngày, các bạn cho nước vào để giúp cho chất trồng và rễ được giữ ẩm. Và để trong 10 phút. Và sau 10 phút, các bạn lấy ra. Trong những ngày bình thường, các bạn chỉ dùng nước để tưới vừa đủ ẩm như thế này. Không tưới quá nhiều nước. Đặt cây ở những nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Dùng những chai nhựa có khét lỗ đậy lại để ngăn côn trùng và giữ ẩm. Đây là kết quả sau 4 tuần. Cây đã được hồi sinh và đang phát triển rất khỏe mạnh. Các bạn có thể sử dụng cách làm này để giúp cho hoa lan được hồi sinh, phát triển rễ được nhanh hơn. Rễ sẽ rất khỏe mạnh khi các bạn sử dụng cà phê và chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều. Một trong những phương pháp đơn giản và rất hiệu quả để giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Và giai đoạn này
mình chia sẻ cách chăm sóc rất đơn giản để cây hoa lan nhỏ này được lớn nhanh và dễ hơn. Giai đoạn này các bạn chỉ dùng 1/2 thìa cà phê, cho vào 400ml nước, sau đó đậy lại và chờ cho nước nguội. Sau khi nước cà phê đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó cho một ít vào bình phun. Và hãy phun đều lên toàn cây hoa lan. Các bạn nên áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Và nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ được lớn nhanh hơn. Sau đó các bạn sẽ tưới vào gốc của cây. Nó sẽ bảo vệ cho chất trồng và rễ của cây không bị thối. Và hãy để trong 20 phút. Và sau 20 phút, các bạn lấy ra và đậy những chiếc rễ này lại. Sau đó sẽ tiếp tục đậy lại và đặt vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phục hồi. Cây đã phát triển rất xanh tốt và khỏe mạnh. Với một phương pháp đơn giản, các bạn có thể hồi sinh và giúp cho hoa lan được phát triển rễ nhanh và dễ hơn. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào đơn giản và dễ nhất. Trên kênh cũng đã có thêm nhiều phụ đề, các bạn hãy chọn những phụ đề phù hợp. Cây đã phát triển được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Giai đoạn này, các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng. Cây sẽ được phát triển rất nhanh. Hãy cho thêm một ít rêu để giúp cho những chiếc rễ được giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.